Vâng, em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe mới về cửa hàng của mình. Một mẫu xe rất là rẻ tiền nhé. Một mẫu sedan hai đầu thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc, mang biển kiểm soát 14A11467. Hiện tại chiếc xe này có năm sản xuất 2007, một mẫu Daewoo Gencha rất là đẹp. Một mẫu sedan hai đầu, nói chung là rất là rộng rãi cho anh em nhé. Cái xe này em bán với giá tiền là 120 triệu đồng. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, với giá tiền chỉ có 120 triệu đồng thôi, anh em đã có một chiếc sedan hai đầu đời 2007 biển Quảng Ninh 14A11167. Thì đối với giá tiền cũng như là về hình thức của chiếc xe thì em thấy rất là ok. Form xe, kiểu dáng xe còn rất là đẹp, nguyên xe. Sơ si của chiếc xe thì cũng thấy là rất là ok anh em nhé. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua một chiếc xe rẻ tiền sedan hai đầu giá chỉ có 120 triệu đồng cho một chiếc Daewoo Gencha đời 2007 như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Em sẽ trả lời tất cả mọi thắc mắc của quý vị và các bạn nhé. Cửa hàng của em là số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Vâng, anh em có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng của mình. Và chiếc xe này thì còn đăng kiểm cho đến tháng 8 năm 2020. Cũng rất là dài, rộng cho quý vị và bạn sử dụng luôn anh em nhé. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái phần tất cả nội thất cũng như bên trong của cánh cửa này. Nội thất là một bộ nội thất bằng da nguyên bản theo xe này. Rất là đẹp. Trần này đặt một lớp trần 3D rồi. Táp ly, táp lô của chiếc xe thì cũng rất là ok. Thì nói chung là với giá tiền chỉ có 120 triệu đồng thôi. Thì anh em cũng có thể là cân nhắc về chiếc xe này để mua. Vâng, rất là hợp lý cho quý vị bạn luôn nhé. Mình cam kết cho quý vị bạn luôn là xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Đấy. Còn đâu va quẹt thì xước sát tỉa sơn thì cái đấy thì không thể tránh khỏi rồi, đúng không ạ? Vâng, đây là phần cánh sau. Cánh sau bên lái này, cánh sau bên phụ này. Nội thất của chiếc xe, ghế thứ hai cũng rất là ok cho quý vị bạn luôn. Đinh bấm dàn dật cột kèo của chiếc xe cũng còn nguyên bản. Riêng cái phần đâm đụng này thì mình bảo hành cho quý vị bạn cột kèo còn nguyên bản nhé. Nói chung là chỉ 120 triệu quý vị bạn về gọi là vừa chạy vừa tập lái thì rất là ok. Đấy, cam kết cho mọi người luôn. Cột kèo đinh bấm của chiếc xe rất là ok. Xem giá bao tiền? Khoái xem bao tiền? Đấy, một chiếc xe Daewoo Gencha giá chỉ có 120 triệu đồng. Đấy. Máy vẫn nổ ngon và bốn bánh quay đều anh em nhé. Sơ si thì không phải làm gì. Lốp rất mới, đăng kiểm còn dài. Kích kiếc lốp dự phòng của chiếc xe đầy đủ theo xe. Vâng, một chiếc ô tô rất là đẹp và giá thì rất là rẻ, 120 triệu đồng. Anh em có nhu cầu mua chiếc xe này đến gặp trực tiếp em tại cửa hàng. Số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Cam kết cho quý vị bạn bao rẻ toàn quốc anh em nhé. Cửa hàng em thì chuyên thu mua tất cả các dòng xe đã qua sử dụng. Với giá tiền thì từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Và một chiếc xe Daewoo Gencha giá chỉ có 120 triệu như thế này. Đời 2007 này thì là quá là ok rồi, đúng không ạ? Con số anh em thấy đây. Cô số rất là ngọt ngào này. Điều hòa rất là mát, màn hình cam lùi rất là ok, đúng không ạ? Thì tại sao anh em không phải suy nghĩ gì về chiếc xe này, đúng không? Âm thanh nghe rất là tức ngực, rất là hay. Gương kính chỉnh điện rất là ok, đúng không ạ? Với dòng này thì mình cứ quay qua tí cho nó anh em thấy là đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng của mình cho nó dễ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần khoang máy của chiếc xe này ra để kiểm tra về máy móc của chiếc xe này xem nó có vấn đề gì không.
Vâng, đây là phần máy móc của chiếc xe, anh em thấy đây, máy nổ rất êm, vẫn nổ đều, tôi ra kêu mạnh. Và ngồi trong xe thì rất là êm ái nhé, không có đâm đụng nặng đâu anh em này. Máy móc nổ rất êm, êm đến chết luôn. Vâng, thì vừa rồi em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu cho quý vị bạn về mẫu Daihatsu Gencha đời 2007 giá 120 triệu đồng. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì có thể là alo trực tiếp cho em. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.